chào các bạn mời các bạn nghe cuốn sách tôi là chế ngự đại vương trong bộ sách nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan câu chuyện thứ nhất chiếc gối báo thức của tư mã quang tư mã quang là nhà chính trị nhà văn hóa và nhà sử học nổi tiếng thời bắc tống hồi còn nhỏ tư mã quang vốn không thông minh ông thường chậm chạp hơn người khác trong lúc học bài văn và nhớ từ mới vì vậy đã học đi học lại nhiều lần người khác đọc hai lần ba lần thì ông sẽ đọc 5-6 lần, thậm chí là 9-10 lần. Ông đọc cho đến khi có thể thuộc lòng một cách lưu loát thì mới chịu nghỉ ngơi. Để có thể học thêm kiến thức, sau khi tan học, Tư Mã Quang cũng dành thời gian để đọc sách, đặc biệt là buổi tối, sau khi vui chơi một lúc, ông sẽ đọc sách đến rất khuya. Tuy vậy, ngày hôm sau, ông vẫn dậy sớm hơn các bạn khác và bắt đầu đọc sách buổi sáng sớm có những khi ban ngày học quá mệt, buổi tối lại ngủ muộn lên hôm sau, ông thường ngủ quên và bỏ lỡ việc đọc sách buổi sáng. Những lúc đó ông thường tự trách bản thân, ông thầm nghĩ mình mình nên dùng cách nào để giải quyết vấn đề này đây. Ông muốn nhờ mẹ gọi dậy, nhưng mẹ ông thương con nên thường không lỡ nhìn con mình học hành rất vất vả như vậy. Có một hôm, Tư Mã Quang nhìn thấy một khúc gỗ ở sau vườn trong dây lát động lão ông liền thốt lên trong lòng có cách rồi từ mã quang cưa một đoạn gỗ to bằng miệng bắt sau đó bóc hết phần vỏ cây cắt đi mấu cây rồi đặt lên giường làm gối đầu khúc gỗ vừa tròn vừa cứng khi gối nó để ngủ hễ xoay người là khúc gỗ sẽ lăn xuống đất đầu sẽ đập xuống giường và sẽ giật mình tỉnh dậy như vậy ông sẽ có thể tiếp tục đọc sách sau một thời gian dài tư mã quang và chiếc gối gỗ trở lên thân thiết ông còn đặt tên cho chiếc gối là gối báo thức không lâu sau mẹ ông phát hiện ra chiếc gối gỗ liền hỏi tư mã quang xem ông đã dùng nó làm gì ông liền nói với mẹ vẻ tự hào mẫu thân đây là chiếc gối báo thức của con đấy mẹ ông nghe xong liền cảm động và nói con ngoan con chăm chỉ học tập là chuyện tốt nhưng cũng đừng để mệt quá nhé cứ như vậy Tư Mã Quang đã dùng chiếc gối báo thức để thức khuya dậy sớm, nỗ lực học tập, có được nhiều kiến thức phong phú. Ông đã có kiến thức uyên bác khi chỉ mới 15 tuổi. Tiếp đó, sau 19 năm nỗ lực, Tư Mã Quang đã chủ trì biên soạn một kiệt tác lịch sử dài 294 tập với khoảng 3 triệu chữ, đó là cuốn Biên niên sử nổi tiếng Tư trị thông giám. Các bạn à, qua câu chuyện trên, các bạn học được điều gì? Khi chúng ta không thông minh bằng người khác, thì chúng ta buộc phải lỗ lực hơn, thì mới có thể ngang bằng, thậm chí là hơn những người khác. Trong học tập, chỉ cần bạn chịu khó bỏ công sức, chịu khó cố gắng, thì nhất định có thể đạt được kết quả tốt các bạn nhé. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.